Thị trường chứng khoán trong nước tuần này có 2 phiên tăng và 3 phiên giảm. Đây cũng là tuần giảm thứ 3 liên tiếp của chỉ số VN Index. Đóng cửa phiên cuối tuần so với tuần trước, VN Index giảm 14,75 điểm, dừng lại tại 1.234,03 điểm. HNX Index giảm 11,75 điểm, dừng lại tại 272,88 điểm. Dòng tiền thận trọng sau báo cáo lạm phát tháng 8 tại Mỹ. Bên cạnh đó, rủi ro từ các phiên đáo hạn phái sinh cùng các quỹ ETF cơ cấu ở phiên cuối tuần cũng như tâm lý chờ đợi quyết định của Fed tuần tới đã khiến nhà đầu tư hạn chế giao dịch hoặc đứng ngoài quan sát. Chính vì thế, thanh khoản toàn thị trường tuần này giảm khá mạnh khi giá trị giao dịch bình quân phiên về còn 15.012 tỷ đồng, giảm 15,5% so với tuần trước. Khối ngoại vẫn giữ xu thế bán ròng với giá trị bán ròng 953 tỷ đồng, tăng nhẹ so với tuần trước. Tâm điểm của thị trường chứng khoán toàn cầu bao gồm cả Việt Nam tuần tới là quyết định của Fed về tăng lãi suất 0,75 hay 1 điểm phần trăm. Trong kịch bản Fed tăng lãi suất 0,75 điểm, thị trường sẽ có phản ứng tích cực. Và chiều ngược lại, nếu tăng 1 điểm phần trăm, thị trường sẽ có nhiều biến động và VN Index có vùng hỗ trợ ở mức 1.218 đến 1.220 điểm.